Mới đây, theo nguồn tin của báo Công an Nhân dân, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiếp tục phá được một đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn tương tự như đường dây của vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy, đó là ép con nợ thế chấp bằng hình ảnh khỏa thân, clip nóng. Hai đối tượng bị bắt lần này là Bùi Ngọc Thủy, sinh năm 1984, ngụ tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, và Khương Thị Tuyến, sinh năm 1992, ngụ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Trước đó, tại cơ quan công an, NTN là người vay tiền của Vân Anh khai nhận do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên mất việc làm, không có tiền trả nợ. Do lo sợ hình ảnh clip nhạy cảm của mình bị vợ chồng Vân Anh gửi cho bạn bè, người thân và tung lên mạng, nên N phải đi vay nặng lãi đường dây của Tuyến và Thủy để trả lãi cho vợ chồng Vân Anh. N đã bị bắt quả tang trong khi đang bán dâm để có tiền trả cho những đối tượng trên. Từ manh mối này, cảnh sát đã tìm ra các đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ép con nợ thế chấp bằng ảnh khỏa thân, clip nóng. Bốn người nêu trên bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến nay, nhóm của Thủy đã cho hàng trăm khách hàng vay thông qua hình thức bốc bắt họ, trong đó có nhiều con nợ là những cô gái trẻ với lãi suất từ 180 đến 720% trên một năm. Trong khi đó, đường dây của Vân Anh đã cho hàng ngàn người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, lãi suất từ 150 đến 700% trên một năm. Nhóm này đã hưởng lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân là những cô gái trẻ đã phải chấp nhận để ảnh quả thân, clip nóng để được vay tiền nhóm của Vân Anh. Thạc sĩ Ngô Minh Tín, giảng viên khoa luật, Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức lãi suất cao nhất do các bên tự thỏa thuận khi cho vay theo quy định Bộ luật dân sự năm 2015 là 20% trên một năm. Với lãi suất như trên, cùng với số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng, những đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức phạt tù lên đến 3 năm. Theo thạc sĩ Tín, riêng hành vi ép con nợ thế chấp bằng ảnh clip nóng rồi uy hiếp, đe dọa khi họ không trả được nợ, không chỉ phạm phải tội cưỡng đoạt tài sản với mức án cao nhất có thể lên đến 20 năm tù, mà còn có dấu hiệu của tội khác. Thì rõ ràng ở đây là các cái đối tượng này đã dùng cái thủ đoạn là dùng các cái ảnh nóng và cái video nóng của các bị hại để ép buộc họ, để uy hiếp tinh thần họ, phải nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Và cái giá trị tài sản ở đây là chúng ta cũng thấy cơ quan chức năng đã công bố là hàng tỷ đồng, từ 800 triệu đồng cho đến 1,6 tỷ, có thể là hơn nữa, đó chỉ là mới bề nổi thôi, thì có thể cấu thành vào cái điểm A khoảng 4 của điều 120 này. Ngoài ra, nếu cái việc mà đe dọa này không dừng lại mà các đối tượng còn tiếp tục cái hành vi sau đe dọa, đó là tung các cái ảnh này lên các phương tiện mạng xã hội hay là các cái hình thức khác cho nhiều người biết, thì cái hành vi này có thể cấu thành cái tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 của Bộ luật hình sự. Cụ thể là tại điểm 2, điểm A khoảng 2, điều 155 quy định: người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự đối với từ 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cũng theo ông Tín, việc dùng hình ảnh cá nhân của mình để thế chấp đi vay là không đúng với các quy định của Bộ luật dân sự, bởi đây không được xem là tài sản. Nếu xem xét cái hành vi cho vay này dưới góc độ của pháp luật dân sự, một cái giao dịch dân sự, thì theo quy định tại điều 317 của Bộ luật dân sự, cụ thể là khoản 1 có quy định là cái việc thế chấp tài sản là việc một bên, sau đây gọi là bên thế chấp, dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cái việc thực hiện nghĩa vụ và không giao cái tài sản cho bên kia. Bên cạnh đó thì điều 105 của Bộ luật dân sự lại quy định tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Cũng như là tại điều 32 và điều 34 của Bộ luật dân sự có quy định cái quyền nhân thân của cá nhân đối với cái hình ảnh, cũng như là cái quyền được bảo vệ cái danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình tại điều 34. Như vậy thì qua các cái quy định trên thì chúng ta có thể thấy rằng hình ảnh hay là cái danh dự, nhân phẩm, uy tín của một cá nhân không phải là tài sản. Như vậy thì sẽ không phải là cái đối tượng của cái giao dịch thế chấp tài sản. Cho nên ngay từ đầu cái hành vi mà thế chấp
chúng ta gọi là thế chấp tài sản, dùng cái hình ảnh và video nóng của các nạn nhân để thế chấp tài sản thì nó đã vô hiệu theo quy định tại điều 123 của Bộ luật dân sự. Xung quanh vụ án này, thạc sĩ Ngô Minh Tín cũng đã đưa ra những lời khuyên và cảnh báo đối với người cho vay và đi vay. Thì qua những sự việc lần này thì chúng ta thấy là cái việc cho vay nặng lãi không mới, cũng như cái việc mà sử dụng các cái hình ảnh hay là các cái video nóng của các cá nhân để đe dọa cưỡng đoạt tài sản cũng không có gì là mới cả. Tuy nhiên thì cái việc này nó vẫn tiếp tục xảy ra và ngày càng nhiều cái thủ đoạn tinh vi hơn. Thì rõ ràng giống như một cái câu chúng ta hay nói, đó là có cung thì có cầu. Thì cái lỗi của đúng là cái lỗi của những cái đối tượng có hành vi cho vay và cưỡng đoạt tài sản này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách công bằng là lỗi của những nạn nhân cũng không hề nhỏ. Hiện nay thì trong lối sống hiện đại của chúng ta thì có không ít cái thành phần chúng ta thích lối sống, chọn lối sống thụ hưởng, trong khi là chúng ta không có tạo ra các điều kiện để thụ hưởng. Thì qua những cái sự việc lần này thì tôi cũng mong rằng những cái chủ thể mà cho vay hợp pháp thì chúng ta cũng nên chú ý về cái mức lãi vay tối đa để tránh cái trường hợp mà vi phạm pháp luật ngoài ý muốn. Còn đối với những cái đối tượng mà muốn đi vay thì chúng ta nên chọn các cái chỗ cho vay uy tín và chúng ta chỉ thực hiện các giao dịch vay hợp pháp theo quy định của Bộ luật dân sự để đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp.